thì không cần phơi nắng nha các bạn. Mực rất là ngon. Hi, mình xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ mực ướp sa tế phơi một nắng rất là đơn giản tại nhà, là mình dùng cái máy để mình sấy nha các bạn. Và hai con mực này thì hơn nửa ký á, và mình rửa muối xong rồi mình móc ruột nó ra hết nha cả nhà. Mình chừa cái đầu nó dính như vậy ha. Xong rồi bây giờ mình làm gia vị để mình ướp. Và mình ướp mực nha các bạn. Mình sẽ cho một muỗng cà phê bột nêm nè, ít thôi, mình không cần nhiều nha các bạn, chỉ hơi thôi. Và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Và thêm cho nó thơm thì mình sẽ có bột tỏi. Bột tỏi và bột hành, và mình cho một muỗng cà phê bột hành cho thêm cái mùi, tăng thêm cái mùi thơm của mực ướp sa tế nha các bạn. Và một muỗng cà phê bột tỏi. Đây các bạn, bột tỏi này nè, rất là tiện luôn. Rồi, bắt đầu mình cho sa tế vào. Sa tế này thì ở nhà mình làm nha cả nhà, mình cho hai muỗng cà phê sa tế. Nếu mà các bạn thích cay thì các bạn cho nhiều vào ha. Cho một muỗng rượu nha các bạn, một muỗng canh rượu để cho cái đừng có tanh. Bây giờ mình trộn lên, mình ướp. Cái gia vị rất là đơn giản thôi, mình muốn cho nó mực của mình nó hơi đỏ đỏ, có màu đẹp á, thì mình cho một muỗng ớt Hàn Quốc nè, bột ớt Hàn Quốc, cái loại này không cay. Có miếng rượu vô á, làm cho cái mực của mình nó không có tanh. Mình cho cái con mực vô nè. Cái con mực này nó có cái gan á các bạn, rất là to luôn á, nhưng mà mình bỏ hết nha các bạn. Mình sẽ lấy ra hết trong cái ruột nó ra hết. Mình ướp sa tế này á, rồi mình người ta phơi một nắng, nhưng mà mình không có nắng, mình sẽ dùng máy sấy nha các bạn. Mình có mình dùng máy sấy, mình sấy cho nó hơi dốt dốt, giống như là một mực một nắng vậy đó. Mình ăn rất là ngon nha cả nhà. Cái này cho mấy anh nhậu uống bia là hết sảy rồi nè, cuối tuần rai rai là số 1 luôn ha. Nhưng mà mình chỉ dùng có một ít bột nêm thôi, mình không có dùng nhiều bột nêm, tại vì cái này dùng ăn chơi sợ nó mặn đó cả nhà. Vậy là xong rồi nè, rất là thơm. Mình cho một miếng rượu, rượu nấu ăn nha các bạn, rượu mai quế lộ ha. Mỗi người có mỗi cách ướp khác nhau ha. Cái mực này thì các bạn ướp á, và trong vòng vài tiếng là mình sấy xong rồi, nó hơi héo héo lại là mình nướng ăn được rồi ha. Đây, cách ướp mực rất là đơn giản nha các bạn nè, rất là thơm luôn. Nếu bạn nào thích cay thì cho thêm ớt ha. Mình sa tế này cũng hơi cay rồi đó. Bây giờ mình đậy lại, mình để vô ngăn mát nha cả nhà, để vài tiếng sau á là mình đem mình sấy xong rồi mình nướng mình ăn được ha. Đây các bạn, hôm nay mình sấy mực một nắng bằng cái máy này nha các bạn. Cái máy này rất là đa dụng luôn ha. Mình dùng sấy trái cây, rau cải, thịt khô được ha, rất là đơn giản nè. Cái máy này thì các bạn mua ở Amazon nha, không có mắc lắm đâu. Đồ ăn với loại trái cây. Nên các bạn, mực mình ướp khoảng 3 tiếng ha. Các bạn ướp vài tiếng là mình cho nó hơi thấm là mình đem mình phơi nắng được rồi, hoặc là sấy nha cả nhà. Các bạn có trời nóng nắng thì mình đem ra mình phơi ha, còn cái này mình không có nắng cho nên mình để lên máy mình sấy. Con mực rất là lớn nè cả nhà, to bự. Đây có cái đồ đựng nước nha các bạn, khi mà nó rõ xuống á, nó nhiễu xuống đây ha. Con mực này nó lớn lắm cho nên nó mình để một con thôi cả nhà. Mực này cái đầu nó lớn chưa, mình để một con thôi nha các bạn, cái đầu nó to quá nên nó đậu lên. Mình sấy cho nó hơi héo héo là được rồi nha. Con mực nào mực nấy thì chán luôn. Ở biển thì người ta đem lên người ta phơi thôi các bạn, tại vì mực nó đã mặn rồi ha. Còn mình thì mình muốn có gia vị chút thì mình cho bột nêm, mình cho cái sa tế rồi vô tỏi vô cho nó thơm. Giờ mình đậy lại mình sấy nè, rất là đơn giản nha cả nhà. Cái máy này rất là đơn giản và nhiều cái công dụng ha, như đa dụng nè. À, mình làm những cái gì mình thích thì mình muốn sấy khô mình để ra mình sấy. Cái hiệu này nè các bạn, neo cồn nè, cái hiệu này ha, nó có nhiều loại nha cả nhà,
Đây mình để đây mình sấy và đây cả nhà, mực bột nắng của mình sấy được 4-5 tiếng ha. Thì nó được như vậy nè cả nhà, rất là ngon nha. Các bạn ướp, các bạn nướng liền thì nó không thấm ha. Thì các bạn ướp để vài tiếng là nó thấm như vậy đó, rất là ngon. Các bạn chiên hoặc là nướng ăn nhậu uống bia rất là ngon nha cả nhà. Các bạn về làm, các bạn làm ăn thử ha. Mực ướp sa tế một nắng mình sấy có 4 tiếng hoặc 5 tiếng là nó héo như vậy nè cả nhà. Cái máy sấy này rất là lợi hại luôn, máy sấy đa dụng nha cả nhà. Và video của Thảo đến đây xin tạm dừng và hẹn lại những video tiếp theo. Bye bye.